Thưa quý vị và các bạn, một hoạt động cũng được duy trì thường xuyên và trở thành truyền thống của một đoàn trường học, để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho các bạn đoàn viên thanh niên học sinh một thời áo trắng dưới mái trường mến yêu. Đó là hội thi nét đẹp sân trường do đoàn trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tổ chức 2 năm 1 lần. Hội thi thu hút đông đảo các bạn học sinh nhà trường tham gia cổ vũ và được tỉnh đoàn Tây Ninh đánh giá là một sân chơi dành cho tuổi trẻ học đường hết sức có ý nghĩa. Cứ 2 năm 1 lần, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, đoàn trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn lại chuẩn bị tổ chức hội thi nét đẹp sân trường, một sân chơi hết sức ý nghĩa, một hoạt động hưởng ứng chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam được nhiều bạn đoàn viên thanh niên học sinh của trường háo hức chờ đợi. Các bạn học sinh tham gia hội thi được xét chọn là những cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc, có học lực khá giỏi trở lên. Từ 52 thí sinh qua vòng sơ tuyển, ban tổ chức hội thi đã chọn ra 22 bạn vào vòng chung kết hội thi Nét đẹp sân trường lần thứ 5 diễn ra vào tối 24 tháng 3 năm 2012. Nằm trong chương trình hoạt động của hội trại kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 và được tổ chức ngay tại sân trường nên hội thi đã thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia. Hội thi diễn ra với các phần thi phù hợp với tuổi học trò như thi trang phục học đường, trang phục tự chọn, năng khiếu và ứng xử. Phần thi trang phục học đường và trang phục tự chọn không phải là sàn diễn để các thí sinh khoe những bộ váy áo đẹp, mà là dịp để giúp các bạn biết chọn lựa đúng những bộ trang phục phù hợp với lứa tuổi và tự tin dạn dĩ khi bước lên sân khấu trước đông đảo mọi người. Thầy Thúy Anh, đoàn viên chi đoàn lớp rất dễ thương và duyên dáng, đã tạo được nét đẹp hồn nhiên thật đáng yêu. Phải cùng tất cả các bạn nhiều. Phần thi năng khiếu là sân chơi để các thí sinh thể hiện tài năng, năng khiếu của mình như hát, múa, thuyết trình, dẫn chương trình, vẽ tranh, cắm hoa. Chính được dịp thể hiện năng khiếu, tài năng mà nhiều bạn đã phát huy khả năng bản thân mình hơn trong các hoạt động khác và phần nào định hướng nghề nghiệp đúng sở thích trong tương lai. Phần thi ứng xử là những câu hỏi gắn liền với các hoạt động học tập, giao tiếp, sinh hoạt trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Và các bạn ở trường không đúng nơi quy định phải sắc là một người học sinh có học 15 phút đầu tuần làm cho chúng em có thể học hỏi. Mong muốn em sau này trở thành một dược sĩ bởi vì qua 4 lần tổ chức bắt đầu từ năm 2004, các lần hội thi đều đã thành công tốt đẹp. Các bạn đạt giải cao trong các lần hội thi trước này đều thành công trên bước đường học tập, ổn định nghề nghiệp. Vẫn mãi là kỷ niệm một thời áo trắng, nhiều cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn từng tham gia hội thi nét đẹp sân trường và đạt giải, đã xem hội thi là một kỷ niệm khó quên dù đã xa rời mái trường mến yêu này. Một số bạn đã sắp xếp thời gian về lại trường trong đêm hội thi năm nay để tham dự giao lưu với các thế hệ đàn em như bạn Ung Thị Thùy Linh, giải nhất hội thi lần thứ nhất năm 2004, hiện đang công tác tại trường chính trị Tây Ninh. Bạn Nguyễn Thị Kim Ngân, giải nhất hội thi lần thứ hai năm 2006, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Bạn Trần Trung Hiếu, giải nhất hội thi lần thứ ba năm 2008, hiện đang làm việc tại nhà máy đường Bột Bông Tây Ninh. Bạn Đỗ Hữu Nghĩa, giải ba hội thi lần thứ tư năm 2010, hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Bùi Đắc Lễ cho biết, mặc dù việc tổ chức hội thi cũng hết sức vất vả đối với hoạt động của một đoàn trường, nhưng với mong muốn tạo sân chơi ý nghĩa cho các bạn đoàn viên thanh niên học sinh nhà trường, góp phần biểu dương những cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc, học giỏi, đoàn trường đã cố gắng duy trì tổ chức. Được sự quan tâm của đoàn cấp trên, sự chỉ đạo tận tình từ phía ban giám hiệu nhà trường,
sự hỗ trợ của các nhà mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ và sự tham gia nhiệt tình của tập thể ban chấp hành đoàn trường, các giáo viên và học sinh đã tiếp thêm sức mạnh để đoàn trường có thể duy trì hội thi nét đẹp sân trường liên tục trong nhiều năm qua. Kết thúc hội thi nét đẹp sân trường lần thứ 5 năm 2012, ban giám khảo đã chọn ra 10 gương mặt xuất sắc để trao giải, trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải tư. Hai bạn Mai Thị Trúc Quỳnh và Nguyễn Thị Thúy Anh đã xuất sắc nhận được giải nhất của hội thi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục thanh niên kỳ này của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt. Đoàn trường còn tổ chức nhiều loại hình hoạt động ngoại khóa nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó có hội trại kỷ niệm Quý Đông, tổ chức hội thi nét đẹp sân trường nhằm tuyên dương những cán bộ đoàn, những đoàn viên xuất sắc học giỏi, là những bông hoa tươi thắm nhất đến từ các chi đoàn hội ngộ về đây trong chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, và xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trường cứ 2 năm tổ chức một lần, trải qua 4 lần tổ chức hội thi, nhà trường đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các cấp lãnh đạo năm học vừa qua, tỉnh đoàn. Và đến tham dự hội thi nét đẹp sân trường lần 5 năm 2012, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp tại tổ chức chi nhánh Viettel Tây Ninh và VNPT Tây Ninh. Nên đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và về phía nhà trường, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Bao, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Nguyễn Văn Hưng, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin phép tiên Tây Ninh. Chào đặc biệt là sự có mặt của tất cả quý. Và để tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn. Sáng tháng 3, toàn trường tổ chức cuộc thi nét đẹp sân trường lần thứ 5. Đây là những bông hoa hành đường và là cuộc thi tìm cho thấy chúng ta còn phải học hỏi thật nhiều điều trong cuộc sống. Bên cạnh nét đẹp con người đẹp từ thể xác đến tâm hồn, thật sự là nét đẹp văn hóa. Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các đơn vị kết nghĩa cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe. Và lần thứ tư năm 2010 đã thành công tốt đẹp và được các cấp lãnh đạo đánh giá. Năm 2012, hội thi nét đẹp sân trường là cuối năm của trường trung học phổ thông, những gương mặt mới, những tài năng mới của trường chúng ta. Để có phần đánh giá kết quả của hội thi, tuyển chọn những học sinh tiêu biểu nhất của trường là đóng cho các phong trào, và chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu thành phần các trung tâm văn hóa tỉnh Tây Ninh. Thầy Ngô Cấp Đức, phó trưởng phòng trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngày từng ngày cùng nhau nắm tay, cùng vui sống dưới ngôi chim dệt bao ước mơ. Cha mai sau này sẽ không mong gì. Ngày từng ngày niềm vui xiết bao, cùng vui đùa dưới nắng sân trường ngày. Giờ em lớn lên sẽ nhớ mấy ngày tháng gì mấy chiều. Trường vẫn yêu. Một lần nữa xin chúng ta cho các thí sinh cầu vồng vỗ tay thật dài và thật to để chúc mừng các thí sinh. Ngày từng ngày sống dưới ngôi trường này, ngày từng ngày dệt bao ước mơ. Cha mai sau này sẽ không buồn gì. Từ mai lớn lên, nhìn anh
chuẩn bơi, nặng 52 kg. Ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành bác sĩ. Bạn sinh năm 1996 với chiều cao 1m63, cân nặng 47 kg. Ước mơ của anh Dư sau này sẽ trở thành kế toán tài chính. Tiếp tục là phần dự thi của nhóm thí sinh thứ hai, bạn Ngụy Lai Nghiệp mang số danh 0306. Bạn sinh năm 1994, cao 1m65, nặng 52 kg. Ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 04, Nguyễn Thị Trúc Thanh. Bạn là đoàn viên của lớp 11C3, sinh năm 1995, cao 1m63, nặng 47 kg. Ước mơ của bạn sẽ trở thành giáo viên mầm non. Mang bí thư chi đoàn lớp 11C3, sinh viên, sinh năm 1995. Là phần thi của nhóm thí sinh thứ ba, bạn Quỳnh Thị Quế Trân mang số danh 06, là đồng viên 1994, cao 1m60, nặng 47 kg. Ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành quản trị khách sạn, nhà hàng. C2, bạn sinh năm 1993, cao 1m70, nặng 60 kg. Ước mơ của bạn sẽ thi đậu vào trường Đại học Ngân hàng. Mang số danh 08, Huỳnh Quốc Thắng, là bí thư chi đoàn 12C2, sinh năm 1994, cao 1m74, nặng 65 kg. Quốc Thắng vừa là bí thư chi đoàn, vừa là lớp trưởng gương mẫu, được nhiều thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến. Và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Không chính. Bạn là đoàn viên chi đoàn lớp 11C3, Hoàng Hải sinh năm 1995, với chiều cao 1m70, cân nặng 55 kg. Hoàng Hải là ủy viên ban chấp hành đoàn trường, đội trưởng đội cờ đỏ, 2 năm liền đạt danh hiệu học sinh. Lê Thị Xuân Mai mang số danh 10, đến từ đoàn viên chi đoàn 12C6, sinh năm 1993, cao 1m65. 10C9, thí sinh mang số báo danh 11, Trần Thị Diệu Hiền. Diệu Hiền là lớp trưởng lớp 10C9. Diệu Hiền sinh năm 1995, cao 1m55, cân nặng 41 kg. Ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Đề nghị chúng ta cho những thí sinh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp tục là phần đi của nhóm thí sinh thứ 5, mang số danh 12, Ngô Quốc Hải, đồng viên lớp 996, cao 1m65, nặng 57 kg. Ước mơ của Quốc Hải sau này sẽ trở thành luật sư. Bạn là học sinh lớp 10C3, sinh năm 1996, cao 1m56, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
55, nặng 46kg. Anh Đào là một học sinh ngoan hiền, lễ phép. Với ước mơ của anh Đào sau này sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Cậu, thí sinh bạn sẽ bước danh 15, Lê Quốc Tuấn. Quốc Tuấn là đoàn viên lớp 11C3, sinh năm 1995, cao 1m69, cân nặng 53kg. Ước mơ của bạn sau này sẽ trở thành ca sĩ. Nguyễn Thị Thúy Anh mang số danh 16, là đoàn viên chi đoàn 12C1, sinh năm 1994, cao 1m57, nặng 45kg. Thầy của trường, giải nhì tiếng hát học sinh trung học phổ thông vùng tỉnh và vinh dự được tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng vùng toàn quốc tại Hải Phòng.